tôi cúi xuống, tôi xuống thật gần để mà cứu mình, để kéo mình lên thì không ai mà có thể ngóc đầu lên được đâu. Vì Chúa phải xuống thật thấp để nâng những người không sợ bạn bao nhiêu tuổi rồi. 80. 80 cũng phải cái cô này không? Sao? Tôi mới lại mà đúng ngay thật con cá này. Rồi đây, bà giới thiệu cho mọi người coi, đây là một thành viên mới trong công đoàn. Đứng lên, ông sao cả, bước lên luôn, rõ khó gì đâu. Rồi, thay bà tôi xuống, bà tôi xuống. Rồi, làm gì, đứng lên, đây mà nói đi. Bà giới thiệu. Đấy, bà giới thiệu cho mọi người coi. Năm nay con cũng 80. Thế thì mẹ hôm thì con cũng được tin là bà về ở với người con dâu. Thì con của bà thì cũng làm một tân tẩm. Thế thì con được tin là bà ước ao để theo Chúa. Thì con cũng đến để giúp cho bà. Và nếu bà muốn theo Chúa thì con cũng sẵn lòng về giúp đỡ cho bà. Thế thì con cũng nghĩ rằng con thì cái khả năng của con thì không biết rằng làm có được hay không, nhưng mà lòng thương xót của Chúa cũng đang xuống hơn. Thì con mới bảo ông trình cha. Thì cha xứ bảo là bây giờ nếu bà muốn ước ao thì bảo làm đơn. Thì con cũng ngại là bây giờ bà đã được hưởng hậu chưa, là không biết rằng là bà đã được hưởng hậu chưa. Dạ, bây giờ bà đã được hưởng hậu chưa? Thế cha, bà đã được hưởng hậu chưa? Con, bà được hưởng hậu chưa? Dạ, thương chứ. Bà được rồi chưa? Ôi rồi. Vâng, bà được rồi không thứ mấy? Bảy vừa rồi. Tên thánh bà là gì? Tên thánh bà là gì? Anna. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay chào giáo phạm. Mình là con của Chúa, bà Anna 80 tuổi mới được trưởng tội làm con của Chúa. Bà có vui không? Vâng. Vâng, vâng, bà vui không? Mừng. Bà mừng. Lương tâm có thắc mắc có ý gì mà bảo bà thích lắm. Thích không? Thích theo Chúa thích không? Thích. Thích. Vui không? Vui không? Có lấy quà nào không? Còn biết mắc cả. Bà lấy cho bà một món quà. Món quà cuối cùng ở trên đĩa. Món quà Noel của lòng thương xót tặng cho bà. Bà con nghe được không? Nghe được không? Thích nghe không? Đây, tặng cho bà nhé, món quà nhé. Okay. Thưa chị em, nếu mà còn nữa thì vẫn sẽ còn nhiều người vừa đi chia sẻ làm chứng. Và chúng ta thấy hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta cái món quà rất là đặc biệt. Một người thanh niên 20 mấy tuổi không có đạo, rồi một người đàn bà 80 tuổi mới trở lại đạo. Còn chúng ta là những người đang sống ở trong đạo, trong lòng thương xót của Chúa. Và Chúa đấng nhiệm thể làm người mời gọi mỗi một người chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa qua biến cố nhiệm thể. Mà anh chị em thấy mình đã trải qua những ngày tĩnh tâm mùa vọng. Mỗi ngày anh chị em đến đây cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, gặp gỡ những chí nhân, chầu thánh thể, lần Chúa bên tôi, lần Chúa lòng thương xót và tham dự thánh lễ, để chúng ta cùng dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để chúng ta cùng lắng tâm hồn lại như là Giuse trong bài tin mừng ngày hôm nay. Nếu mà Giuse cứ toan tính này toan tính kia không xong rồi, cuối cùng thì Chúa phải cho Giuse dừng lại. Và khi ông dừng lại, ông tĩnh tâm thì trong giấc ngủ Chúa mới nói được với ông,
Còn nếu ông cứ toan tính thế này, toan tính thế nọ, toan tính thế kia, ông sẽ không lắng nghe được lời Chúa nói trong giấc mộng đầu tiên chị em. Có khi chúng ta phải ngủ giữa cái ồn ào đó vẫn ngủ được, giữa cái náo động ấy vẫn ngủ được. Đó là cái tâm để Chúa nói với chúng ta trong giấc ngủ, Chúa nói với chúng ta trong những buổi tĩnh tâm, Chúa nói với chúng ta trong tĩnh lặng. Không thể nghe được tiếng Chúa nếu ta cứ ồn ào mãi, không thể nghe được tiếng Chúa nếu ta cứ lao vào công ăn việc làm mãi, không thể nghe được tiếng Chúa nếu ta cứ đi tìm danh vọng chức tước địa vị mãi, không thể nghe được tiếng Chúa nếu ta cứ quan tâm giận hờn ghen ghét rồi thù hằn rồi so đo rồi tính toán. Dù sẽ toan tính chuyện này, toan tính chuyện kia, Chúa bảo không thể được để ta tính chọn. Và Chúa tính là cứ rước Maria về nhà đi, và ngược với những gì mình toan tính đi. Tính tâm không phải là toan tính, cũng hay dưới tên mình toan tính thì không tính tâm, tính tâm thì không toan tính. Thế không? Tính tâm thì không toan tính mà để cho Chúa tính cho, để Chúa lo cho, để Chúa liệu cho, và đó là tín thác với thương linh chị em. Hôm nay cha sai con đem tình thương của cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn quán phạt nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại vào trái tim thương xót của cha. Chúa muốn ghi chặt nhân loại, trong đó có anh thanh niên không có đạo đang bị ung sư 22 tuổi, trong đó có bà lão 80 tuổi mới theo đạo, trong đó có người chị em bốn lần bốn ơn huệ và biết bao ơn huệ khác từ đồng nay mà là được mỗi tuần đến đây để đón nhận lòng thương xót của Chúa, trong đó có những người bà 80 tuổi đến đây và giúp cho người 80 tuổi để đón nhận được lòng thương xót của Chúa, có bà 71 tuổi đeo máy về máy để mắt cho những người thông gia của mình để họ được đón nhận lòng thương xót của Chúa, rồi cứ truyền cho nhau, cứ truyền cho nhau, cứ truyền cho nhau như vậy. Đấy là tĩnh tâm đến với anh chị em. Người ta không đến đây được, người ta tĩnh tâm thì người ta ở nhà, người ta nghe máy, người ta tĩnh tâm được không? Được chứ. Người ta không có đến để người ta tĩnh tâm được thì người ta nằm trên giường bệnh, người ta nghe máy, người ta tĩnh tâm được không? Được chứ. Người ta cứ lo kiếm công ăn việc làm, bây giờ người ta bị phá sản, người ta ngồi, người ta nghe máy, người ta tĩnh tâm được không? Được chứ. Có khi con công ăn việc làm, có khi còn đang thành công, có khi còn đang thành dân là không tĩnh tâm được. Phải như Giuse từng quan tính gì nữa mà hãy lắng lại, hãy chìm vào trong giấc ngủ với Chúa, di mình vào đại diện lòng thương xót của Chúa để nghe Chúa dạy, và khi nghe Chúa dạy rồi dẹp những toan tính của mình đi, dẹp những giận hờn của mình đi, dẹp những ghen tuông của mình đi, dẹp những ghen ghét của mình đi, dẹp tất cả những tham sân si đi, thưa anh chị em, để mà di mình vào đại diện lòng thương xót Chúa, nghe Chúa phán rồi tỉnh dậy làm như lời Chúa phán, như lời Chúa dạy, như lời Chúa truyền trong suốt 4 tuần tĩnh tâm.